Nhân kỷ niệm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt Nam và ngày Biên phòng Toàn dân mùng 3 tháng 3, chiều ngày 24 tháng 2, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh vừa phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Vũ Quang và xã Quang Thọ tổ chức điểm Ngày hội Biên phòng Toàn dân năm 2023. Dự ngày hội có các đồng chí Nguyễn Đình Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Đại tá Bùi Hồng Thanh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đại tá Hà Ngọc Chiến, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh, đồng chí Nguyễn Anh Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành cấp tỉnh. Ở huyện Vũ Quang có các đồng chí Nguyễn Thị Việt Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Thiệu Quang, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, đồng chí Bùi Khắc Bằng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, đồng chí Trần Bình Lâm, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và đại diện một số phòng ban ngành cấp huyện cùng đông đảo bà con trên địa bàn xã Quang Thọ. Quang Thọ là xã miền núi, có đường biên giới dài hơn 23 km với 7 mốc quốc giới. Thực hiện phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, thời gian qua, cấp ủy chính quyền và bà con nhân dân xã Quang Thọ đã phối hợp chặt chẽ với bộ đội biên phòng bảo vệ đường biên mốc giới, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, huy động mọi nguồn lực đẩy mạnh phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc, vun đắp tình hữu nghị nhân dân hai bên biên giới Việt Lào. Năm 2022, nhân dân trên địa bàn đã tham gia 5 đợt tuần tra bảo vệ đường biên, mốc giới cùng với đồn biên phòng Hương Quang và cung cấp hơn 20 nguồn tin có giá trị. Có 10 tập thể, 28 hộ gia đình tham gia ký kết thực hiện mô hình tự quản đường biên, mốc quốc giới, 21 tổ tự quản an ninh trật tự. Tại ngày hội, các đại biểu đã thảo luận đưa ra các giải pháp để triển khai thực hiện hiệu quả chỉ thị số 01 ngày 9 tháng 1 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Đồng thời kiến nghị đề xuất với các cấp, các ngành cần quan tâm hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng để phát triển kinh tế văn hóa xã hội ở khu vực biên giới, xây dựng khu vực biên giới ngày càng phát triển vững mạnh. Có chính sách ưu tiên chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, xây dựng củng cố lực lượng, bộ đội biên phòng vững mạnh về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Dịp này, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh trao giấy khen cho 3 tập thể, 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào bảo vệ an ninh biên giới năm 2022 và trao 30 suất quà cho các gia đình hoàn cảnh khó khăn, trao 5 suất quà cho các em học sinh trong chương trình Nâng bước em đến trường và dự án Cán bộ chiến sĩ quân đội Nâng bước em đến trường. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cũng đã trao tặng 5 mô hình sinh kế, mỗi mô hình trị giá 12 triệu đồng cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Quang Thọ. Ngày hội cũng đã diễn ra nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao sôi nổi giữa cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh và nhân dân xã Quang Thọ, góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân trên khu vực biên giới.